Của cải, danh tiếng, quyền lực, trương đi mãn ly. Một tướng cướp huyền thoại tung hoành ngang dọc trên thương trường trong nước và quốc tế. Trước khi bị hành hình, bà ta đã tiết lộ một bí mật khiến cho thiên hạ đều đổ xô ra biển. Các người muốn có 673 nghìn tỷ của ta hả? Có giỏi thì tự lấy đi, ta để ở ngoài biển hết đó. Chính vì câu nói đó, những kẻ có máu liều và tham vọng thoát khỏi suy thoái kinh tế hậu Covid đã ồ ạt ra biển tìm kiếm kho báu. Thời đại của hải tặc Đông Lào được bắt đầu từ đây.